biết cái được không? Cho nhìn cái được không? Được không? Chỉ là mở cái chân thật với chân giả để cho mọi người biết được á. Cái này nó có hỏng này. Hả? Cái này nó hỏng là cái cột đấy. Còn nó không có gối anh. Không có gối à? Không, đi lâu luôn. Chưa xử được đấy. Ủa? Rất là kỳ lạ luôn cả nhà. Rất là kỳ lạ nè. Có à, vậy là con chó này là anh nuôi luôn hả? Không, có chủ trọ. À, có chủ trọ. À, nhưng mà sao mà lúc nãy hình như là em tới em ôm anh cái là nó tính làm em luôn á. Kiểu phải không? Nó sờ nó ý như là bảo vệ ấy. À, tức là bảo vệ anh hả? Nó nãy thế, kiểu à. Thế ấy. Đấy, bảo vệ luôn. Không có định tháo vậy, nó có đau không anh? Không, quen. Ồ. Oh. Ồ. Cái bàn nó có cụm giá không? Có. Sao nhìn thấy nó lai vậy? Anh thử thử có con không chân rồi nó. Ồ, được kìa, nó bằng cụm giá. Nó rung rung nha. Em chạm vào có được không? Dạ. Đau không anh? Không, chạm vào. Trời mưa nắng nó mới ấy. À vậy hả? Anh làm nghề gì? Em cũng bán vé số. Anh đi bán vé số hả? Hôm nay mình bán hết chưa? Dạ, hôm nay mệt. Hôm nay mệt hả? À, anh tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi? Dạ, em tên Tùng, năm nay 27 tuổi. 27 tuổi. Anh mình có vợ con gì chưa nhỉ? Chưa. Chưa hả? À. Ủa, hình như là đây là cũng ở cháu. À, là cô cháu ha. Ở hình như là anh cũng mắc bệnh giống như cô luôn hay sao? Không, em bẩm sinh cái này. Còn ở trên mặt anh là có em có cái thấy mấy cái vết không? Cái này cũng kiểu là mụn rồi mụn nước không à, à. Nếu như mình đi một chân là không có thể nào mà được đúng không? Không được. Cái này là tổng cộng là anh đi 3 chân hả? Đúng không? Dạ. Một người đàn ông rất là kỳ lạ luôn cả nhà. Đây, một người đàn ông đi một lúc 3 chân, đó là có một cái chân giả và hai chân thiệt. Nhưng mà một cái chân thiệt của anh đã bị coi như là hư rồi, hư từ lúc nhỏ tới giờ rồi. Phải không nhỉ? Dạ. Ừ. Rồi mình vốn liếng mình đi bán vé số như vậy thì một ngày mình bán được bao nhiêu tiền? Dạ, em mới vào đây bán ít hơn, ngày 100. Ngày được 100 thôi hả? Mà mình có vốn bán không? Dạ, cũng mấy hôm nay không có. Gì à? Không có. Mấy hôm nay không có hả? Đây, đau mệt đấy, đau. Mấy hôm trước mấy bữa đau. À. Bây giờ nếu mà bán vé số thì cần khoảng bao nhiêu tiền nữa thì mình bán vé số được? Dạ, cũng nhập vé cũng vào tầm ít thôi, một ngày tầm 100 vé ấy, vé 10.000 thì tầm 100 là 1 triệu, 1 triệu là đủ rồi. À, 1 triệu đủ. Nhưng mà bây giờ là có bao nhiêu tiền rồi? Trong người còn ít à? Còn bao nhiêu? 160. 160.000 hả? Rồi liệu rằng có đủ bán vé số không? Dạ, không, ý là hôm sau ấy bảo là bán thêm. À, quê mình là ở đâu anh? Dạ, quê em Nghệ An. À, quê mình ở ngoài Nghệ An hả? À, khó khăn nhỉ. Dạ. Thôi bây giờ em giúp đỡ cho anh 500.000 được không? Để mình đi lấy vé số bán đúng không? Dạ. Có hay nhậu nhẹt gì không? Không nhậu. À, không có nhậu hả? Ở cô đừng khóc nữa. Cô mà khóc rồi con là chảy nước mắt nữa nha. Đừng khóc nha, cười lên đi cô. Cô cười đẹp này, cô cười cái à? Cười rồi. Này những thôi thì Tấn có